làm từ khô tông á. Nó em đi ngoài nắng á, những đôi đôi vớ mà em mặc mùa hè á thì nó chiếu thẳng xuống cái đôi vớ, có phải em bị nóng không? Đôi vớ này không bị nóng luôn. Ừ, đôi vớ này tránh ánh nắng bằng nó bảo vệ cho em luôn, nó không bị nóng luôn. Có thường thường mấy chế mang vớ xong rồi mấy chế đi ra mùa hè, có phải là ánh nắng nó chiếu vô cái đôi vớ mình hay bị nóng đúng không, nóng chân? Đôi vớ này nó không nóng luôn, em thấy nó để vậy đó. Em cũng chưa mặc nha, em chưa mặc nha. Cái này là tại vì em mua để dành về Việt Nam á, chứ em chưa có mặc. Em chưa có mặc nha mấy chế. Đây, đây là một cái quần nịt bụng toàn thân 100 khoai cho mấy chế luôn. Và mấy chế yên tâm mặc cái quần này vô, muốn đi tơ đét thì cứ việc đi thôi, không cần phải cởi ra nên yên tâm, rất là tiện nha. Banh mình mặc kêu to vậy nè, rồi mình cởi cái quần trong mình ra là ok. Đây 100 khoai luôn, hồi xưa bán cái này 200 nha mấy chế ha. Cái này từ 50, từ 45 đến 55 ký là ok hết á. Cái quần nịt này là cái quần nịt toàn thân. Mấy chế mặc vô, mấy chế mặc vô nó sẽ ốm hết cái vùng này nè. Hoặc là chị em nào mà bị lồi á, bị lồi cái cục mỡ đây nè, mặc vô nha, ok lắm luôn. Em có một cái 100 khoai, một cái 100 khoai cho mấy chế luôn. Cái này mặc đã lắm nè. Nó luôn, nó dạng như là nó mai dính với cái quần ăn sển khu luôn đó mấy chế. Ăn sển khu á, nó dính theo cái quần ăn sển khu luôn. Ai mua hai cái cũng là bán 150, tại vì nó có một cái màu này nữa. Ai mua hai cái em vẫn bán 150 luôn. Hai cái thì em vẫn bán 150 luôn nha mấy chế ha. Ở thế này, nó là dạng như cái quần ăn sẵn khu luôn á mấy chế. Nó có quần ăn sẵn khu luôn á. Mặc vô, trời ơi, nó giãn lắm luôn, mặc vô đã lắm. Và giặt mới giặt không hề hứng gì đâu, đừng có lo. Nè, mấy chế có thể nè, đi toilet ở đây này, nó có khoét cái lỗ hiệu rất là ok đây. Từ 40, từ 55 kg đổ xuống nha, 55 kg đổ xuống. Tại cái này không có mặt nên biết là số kg nó bao nhiêu. Nó giãn hết cỡ cũng là từ 50 kg.